Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây tuyên bố Israel không được phép tấn công vào các quốc gia trong trục kháng chiến. Israel cho biết đã ném bom nhiều mục tiêu của Houthi ở Yemen trong ngày 29 tháng 9, mở rộng cuộc đối đầu với các đồng minh của Iran trong khu vực sau khi loại bỏ lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah. Trong bài phát biểu được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, Tổng thống Pezeshkian nói rằng Liban cần được hỗ trợ. Ông Pezeshkian nói, các chiến binh Liban không nên bị bỏ lại một mình trong trận chiến này để Israel lần lượt tấn công các quốc gia thuộc trục kháng chiến. Phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran Abbas Niforosan cũng thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo Hezbollah ở Beirut. Ông Pezeshkian nói, chúng tôi không thể chấp nhận những hành động như vậy, một phản ứng quyết đoán là cần thiết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đã lên án các cuộc tấn công của Israel và Yemen nhắm vào các công trình hạ tầng dân sự như nhà máy điện và kho nhiên liệu. Ông Kanani tuyên bố, Iran một lần nữa cảnh báo về hậu quả từ sự hiếu chiến của Iran đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Trong đợt tấn công khác của Israel và Yemen hồi tháng 7, các máy bay chiến đấu đã ném bom những địa điểm phục vụ, cả mục đích quân sự và dân sự như cơ sở hạ tầng năng lượng ở Hodeidah. Quân đội Israel cho rằng Houthi đã dùng cảng này để tiếp nhận những chuyến hàng vũ khí từ Iran. Trong khi đó, Trung tướng Hezi Halevi, tham mưu trưởng quân đội Israel khẳng định việc loại bỏ ông Nasrallah không phải là mục tiêu cuối cùng, cho thấy Israel đã lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công hơn. Ông Halevi cho biết cuộc tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo Hezbollah là kết quả của một thời gian dài chuẩn bị. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 91 người bị thương trong các cuộc không kích hôm 27 tháng 9, san bằng 6 tòa nhà chung cư. Quân đội Israel khẳng định ông Ali Kaki, tư lệnh mặt trận phía nam của Hezbollah, cùng các chỉ huy khác của Hezbollah cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Quân đội Israel đang huy động thêm lực lượng dự bị khi căng thẳng leo thang với Hezbollah, điều động 3 tiểu đoàn dự bị để làm nhiệm vụ trên khắp đất nước. Trung tá Nadav Sosani, người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, cuộc không kích vừa qua được thực hiện sau nhiều năm theo dõi ông Nasrallah kết hợp với thông tin tình báo theo thời gian thực. Ông Sosani tuyên bố cái chết của ông Nasrallah đã được xác nhận thông qua nhiều thông tin tình báo nhưng từ chối cho biết cụ thể. Ông Sosani nói rằng Israel đã gây thiệt hại nặng nề cho Hezbollah trong tuần qua bằng cách tấn công kết hợp loại bỏ mối đe dọa trước mắt và vũ khí chiến lược, nhưng phần lớn kho vũ khí của Hezbollah vẫn còn nguyên vẹn và Israel sẽ tiếp tục tấn công lực lượng này. Theo ông Sosani, Israel hy vọng đòn tấn công vào Hezbollah lần này sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến. Theo bà Ona Mizrahi, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv và từng là chuyên gia phân tích tình báo của quân đội Israel, cái chết của ông Nasrallah là một thời điểm lịch sử. Điều này không có nghĩa là Hezbollah bị tiêu diệt bởi vì Hezbollah được tạo thành từ hàng chục ngàn người. Nhà phân tích này cho biết và cảnh báo các thành viên cấp cao của Hezbollah sẽ tung ra vũ khí mạnh hơn nhiều so với những gì đã được sử dụng trong cuộc giao tranh gần một năm qua với Israel. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah, Hamas, Houthi và bất kỳ nhóm khủng bố nào được Iran hậu thuẫn. Theo hãng tin Reuters, ngày 28 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi việc hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là một biện pháp công lý cho nhiều nạn nhân, bao gồm hàng ngàn người Mỹ, Israel và thường dân Liban. Trong một tuyên bố đưa ra một ngày sau khi ông Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, ông Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah, Hamas, Houthi và bất kỳ nhóm khủng bố nào được Iran hậu thuẫn. Ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng tăng cường thêm thế trận phòng thủ của các lực lượng quân đội Mỹ ở khu vực Trung Đông để ngăn chặn các hành vi gây hấn và giảm nguy cơ chiến tranh khu vực mở rộng. Tuyên bố của Tổng thống Biden được đưa ra khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các thành viên gia đình của các nhà ngoại giao tại Beirut rời đi, đồng thời cho phép một số nhân viên rời khỏi. Do tình hình an ninh không ổn định và khó lường tại Beirut, cơ quan này cũng khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi Liban khi các phương án thương mại vẫn còn khả dụng. Trong khi đó, nhiều nước Hồi giáo đã lên án hành vi xâm phạm chủ quyền Liban của Israel khi nhà nước Do Thái tấn công vào thủ đô Beirut để giết thủ lĩnh Hezbollah. Giới chức quân sự Israel sáng ngày 28 tháng 9 thông báo rằng ông Nasrallah, người đã lãnh đạo phong trào vũ trang này hơn 3 thập kỷ, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào trụ sở của nhóm này tại khu vực phía nam Beirut vào đêm ngày 27 tháng 9. Hezbollah đã chính thức xác nhận cái chết của ông Nasrallah vài giờ sau đó. Trong khi đó, quân đội Israel ngày 28 tháng 9 đã tiếp tục tiến hành không kích vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở miền đông và miền nam Liban.
Theo tuyên bố của quân đội Israel, không quân nước này đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở khu vực Bekaa phía đông và các khu vực khác ở miền nam Liban. Để đáp trả, Hezbollah đã bắn rocket vào sáng cùng ngày, khiến còi báo động tên lửa vang lên khắp các khu vực miền Bắc. Tối ngày 28 tháng 9, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Liban Najib Mikati, khẳng định Cairo luôn sát cánh cùng Beirut ở thời điểm quan trọng hiện nay, đồng thời lên án mọi hành vi vi phạm an ninh, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban. Thông báo của Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống el-Sisi nhấn mạnh Cairo ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vĩnh viễn tại Liban và dải Gaza. Ông el-Sisi khẳng định, Cairo tin rằng cộng đồng quốc tế phải gánh vác trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn hành động xâm lược của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine và Liban. Theo ông, sự im lặng của cộng đồng quốc tế sẽ đẩy Trung Đông vào tình trạng leo thang nguy hiểm, đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Ba Abdel Latti và người đồng cấp Iran Abbas Arachi đã thảo luận về tính cấp thiết của việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông để tránh để khu vực này rơi vào một cuộc chiến tranh toàn diện, có thể phá vỡ an ninh và ổn định khu vực. Cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước diễn ra bên lề khóa họp thứ 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và chỉ vài giờ sau khi lực lượng Hezbollah xác nhận rằng thủ lĩnh nhóm vũ trang này ở Liban Syed Hassan Nasrallah đã thiệt mạng ngày 27 tháng 9 trong vụ không kích của Israel vào khu vực phía nam của thủ đô Beirut. Ai Cập cũng lên án các cuộc không kích gần đây của Israel vào Liban làm hơn 700 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, khẳng định đây là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Liban. Tuyên bố sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel đã không rút ra bài học từ cuộc chiến tội ác kéo dài cả năm ở dải Gaza và không hiểu rằng việc sát hại hàng loạt phụ nữ, trẻ em và dân thường sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc vững chắc của mặt trận kháng chiến và không thể làm suy yếu nó. Bây giờ họ đang lặp lại chính sách tương tự ở Liban. Ông nói, hôm nay với ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa, Liban sẽ buộc kẻ thù tội lỗi, độc ác và đáng hổ thẹn phải ăn năn. Ông cũng khẳng định, tất cả các lực lượng kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía Hezbollah và ủng hộ lực lượng này. Số phận của khu vực này sẽ được quyết định bởi lực lượng kháng chiến do Hezbollah cao cả lãnh đạo. Theo ông Khamenei, khi thực hiện hành động như vậy, giới lãnh đạo Israel đã thể hiện sự thiển cận của mình. Lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo nói thêm rằng IDF quá yếu để có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Hezbollah ở Liban. Ngày 28 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã sát hại Hassan Nasrallah, tổng thư ký phong trào Hezbollah của người Shiite ở Liban, trong một cuộc không kích vào trụ sở của tổ chức này ở Beirut. Cơ quan báo chí của Hezbollah sau đó xác nhận rằng Tổng thư ký phong trào Hezbollah ở Liban Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut. Tuyên bố cho biết, Sayyid Hassan Nasrallah, Tổng thư ký Hezbollah đã gia nhập cùng các liệt sĩ mà ông đã lãnh đạo trong hơn 30 năm. Dưới những thông tin về sự ra đi của Tổng thư ký Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã được chuyển đến nơi an toàn với các biện pháp an ninh được tăng cường. Hamas tuyên bố thống nhất lực lượng. Phong trào Hamas của Palestine đã ra tuyên bố tiếc thương ông Nasrallah và tuyên bố thành lập một mặt trận thống nhất với phong trào Hezbollah của Liban. Tuyên bố của Hamas cho biết, chúng tôi, các thành viên của phong trào Hamas, đối mặt với tội ác và vụ thảm sát của Israel này, phải đổi mới tình đoàn kết tuyệt đối và sát cánh cùng những người anh em của Hezbollah và lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Liban, những người cùng với người dân của chúng tôi và lực lượng kháng chiến để bảo vệ nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, cũng như các quyền hợp pháp của người dân chúng tôi và mong muốn tự do, độc lập và quyền tự quyết của họ. Hamas cho biết, lịch sử đã chỉ ra rằng những người lãnh đạo của kháng chiến chống lại kẻ thù Do Thái được thay thế bằng một thế hệ lãnh đạo dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn để tiếp tục đối đầu với kẻ thù Do Thái cho đến khi nó bị đánh bại và bị loại khỏi vùng đất và khu vực của họ. Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani đã ra lệnh tổ chức quốc tang trên toàn Iraq trong 3 ngày để tưởng nhớ ông Nasrallah. Truyền thông Mỹ đưa tin, Israel đã cử lực lượng biệt kích bí mật thâm nhập sâu vào Liban để thực hiện các nhiệm vụ tình báo nhạy cảm. Theo báo New York Times, kể từ khi cuộc chiến Liban lần thứ hai kết thúc vào năm 2006, Israel đã bắt tay vào việc xây dựng một bộ máy tình báo đáng gờm thâm nhập sâu vào tổ chức vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở nước láng giềng. Các quan chức tiết lộ với báo Mỹ rằng,
sự sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ táo bạo của đội ngũ điệp viên và biệt kích Israel đã giúp nước này tạo nên sự khác biệt so với các cơ quan tình báo của những quốc gia khác. Cũng theo các nguồn thạo tin, việc đơn vị tình báo 8200 của lực lượng phòng vệ Israel IDF hướng trọng tâm vào Hezbollah có thể đã giúp IDF thu thập được những thông tin giá trị và chuyển chúng cho Mỹ, dẫn đến cuộc không kích hạ sát tướng Qasem Soleimani, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Quds của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tại Iraq vào tháng 1 năm 2020. Giới chức Mỹ và Israel hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Quân đội Israel tuyên bố đã bắn chặn thành công loạt tên lửa do Hezbollah phóng từ Liban vào lãnh thổ nước này sáng ngày 29 tháng 9. Báo Times of Israel trích dẫn thông cáo của IDF cho hay, 8 quả tên lửa từ bên kia biên giới đã bay về thành phố Tiberias, miền bắc nước này, khiến nhà chức trách địa phương phải phát cảnh báo không kích tại đây, cũng như một số thị trấn khác ven biển Galilee. Theo IDF, hệ thống phòng không Israel đã bắn chặn một số tên lửa thù địch, trong khi số tên lửa còn lại rơi xuống các vùng đất trống và không gây ra thương vong. Thông tin cập nhật cho biết, tiếng còi báo động đang vang rền ở các khu vực Deir el-Zor và Yesud Hama'ala thuộc vùng Galilee, cảnh báo về các tên lửa phóng từ Liban. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về sự cố. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã công bố một đoạn video quay cảnh không kích một ngôi nhà tình nghi là kho chứa đạn dược của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Đoạn video do IDF mới công bố cho thấy, sau khi bị quân Israel không kích, một quả tên lửa đã bay ra khỏi tòa nhà tình nghi là kho chứa đạn dược của Hezbollah và bắn trúng ngôi nhà lân cận. Báo Times of Israel dẫn lời chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên của IDF, cho biết, lực lượng không quân nước này đã tập kích khoảng 1.300 mục tiêu Hezbollah ở Liban trong ngày 23 tháng 9. Theo ông Hagari, các mục tiêu chủ yếu là vũ khí được cất giữ trong nhà, bao gồm cả tên lửa hành trình có thể bay xa hàng trăm cây số, tên lửa hạng nặng có đầu đạn 1.000 kg, tên lửa tầm trung có tầm bắn lên tới 200 km, tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái UAV có vũ trang. Cùng ngày, quân đội Israel cho đăng tải một số bức ảnh nhằm chứng minh cho cáo buộc Hezbollah đã cất giữ đạn dược bên trong nhà dân ở nước láng giềng. Người phát ngôn IDF giải thích, trong ảnh là tên lửa tầm xa nằm trên hệ thống phóng thủy lực ở gác xếp của một ngôi nhà tại làng Humene Antata, miền nam Liban. Ông Hagari quả quyết, tên lửa đã sẵn sàng phóng đi từ một lỗ hổng trên mái nhà. Một gia đình người Liban sống ở tầng 1, dưới gác xếp, đóng vai trò là lá chắn sống. Đây là mối đe dọa thực sự và tức thời đối với dân thường Israel và chúng tôi có nghĩa vụ phải loại bỏ nó. Cả Hezbollah và giới chức Liban hiện đều chưa lên tiếng phản hồi trước thông tin của IDF.